Khoảng 9 giờ sáng qua, tại một cơ sở sản xuất bánh tráng khu phố 3, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ phía nhà xưởng chứa củi của lò sản xuất bánh. Nhiều người đã hô hoán nhau tới dập lửa. Tuy nhiên do củi khô dễ cháy, cộng với thời tiết nắng nóng nên ngọn lửa bốc cháy nhanh và mỗi lúc một lớn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Biên Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi lò sản xuất bánh tráng.